khi mà tôi đăng ký đi phỏng vấn cho đến khi đậu phỏng vấn của chương trình 10K Brands E, bố mẹ không biết gì cả. Bố mẹ tôi thì lúc trước có nghe rất là nhiều câu chuyện mà lừa sang Nhật Bản này kia chẳng hạn đấy. Thì bố mẹ rất là lo lắng khi mà nghe những lời thuyết phục từ tôi thì và thấy được cái sự tâm huyết của tôi trong việc lựa chọn con đường này, thì bố mẹ cũng cuối cùng cũng đã ủng hộ. Tôi tên là Phan Bất Nhị, tôi sinh năm 1996. Nếu mà nói ngắn gọn một câu thì tôi không hề hối hận và cảm thấy mình đã đúng khi mà quyết định sang Nhật và tham gia vào chương trình Research E này. Lúc trước tôi luôn sợ sệt và không đủ tự tin để mà làm một cái việc mà tôi nghĩ là khó. Tôi cảm thấy bản thân mình đã tiến bộ được rất là nhiều, đã thay đổi cái nhận thức của mình. Đó là không có việc gì khó cả mà bằng cách là cố gắng hết sức. Thì khi mà vào được FPT Japan thì tôi đã được tiếp xúc với rất là nhiều người trong cộng đồng nhỏ này, nó giống như một cái Việt Nam thu nhỏ vậy. Tôi làm về mảng web và mobile và được phân vào khách hàng dự án gọi là Kansuke, thì đây là dự án đầu tiên mà tôi làm. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, phải tự khuyên nhủ bản thân mình là phải cố gắng thôi. Khi mà thông báo những cái giải thưởng đấy cho bố mẹ thì bố mẹ tôi đã rất là vui mừng, mà chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng mà tôi cũng nghe giọng mẹ tôi có hơi nghẹn nghẹn khi mà quá vui mừng vì những cái thành quả mà con trai mình đạt được. Thực ra về đánh đàn và hát thì từ cấp 2 tôi đã bắt đầu đi học rồi và thích nó rồi. Đặc biệt là khi mà nhắm mắt lại hát thì chỉ có mỗi cái đàn và lời hát của mình thôi, thì nó cảm giác rất là bình yên và cảm giác yêu đời hơn.